con gái của ba. Dạ, ba nè, con ghẻ mẹ nè, con ghẻ con nè. Bút con ớn á, con vua có quen nhà dùm ba mẹ. Mẹ đâu rồi? Mẹ đâu rồi? Mẹ con đi xa rồi. Đi xa ở đâu? Đi xa lắm. Sau này rồi ba cũng đi xa, ba cũng sẽ đi xa nữa con ạ. Thử đi, bắt đầu đi phô phai đi. Bắt đầu đi phô phai. Chơi lên. Con vẽ cái này cho ba nè. Đấy, camera action. Cái gì vậy con? Con thương ba mẹ lắm. Nói lại, ba ơi, con thương ba mẹ lắm. Ba ơi, con thương ba mẹ lắm. Rồi con ôm ba con. Ba cũng phải đi xa nữa con à. Đi xa ba mẹ, ba kiếm mẹ nhà. Kiếm mẹ ở con với ba nhà. Ba thương con. Rồi nói lại cái câu nhìn ông ngoại nói. Ba đi kiếm mẹ về ở với con với ba nha. Nha. Con gái của ba. Rồi, làm lại cho ba một cánh nha. Ba sẽ cho cái mặt của ông giỏi như ta. Con nói ông ngoại là con mới để cái cầm lên cái da ông ngoại nha. Cho thấy mặt con á, thấy không? Đứng đây nhìn mẹ rồi. Rồi, lên cốc chút xíu là các ba ơi nha. Đưa lại chút xíu. Ba ơi. Con gái của ba. Ba ơi. Con của ba. Cái gì vậy con? Con ghẻ ba nè, con ghẻ mẹ nè, con ghẻ con nè. Bút con ớn á, con vua có quen nhà dùm ba mẹ. Mẹ đâu rồi? Mẹ con đi xa lắm rồi con. Đi xa rồi đi đâu? Xa lắm. Mai mốt rồi ba cũng phải đi xa nữa con à. Ba đi kiếm mẹ ở nhau nha. Ba thương con. Con thương ba lắm ba ơi. Con gái của ba. Cái gì vậy? Trời ơi, cả đêm mà tối mệt mỏi quá mà ngửa lưng chút xíu chứ ngủ gì không biết nữa, có gì đâu. Sao ngủ mà thấy hạnh phúc quá vậy, thấy cười nữa. Ủa, có cười nữa hả? Có. Mệt thấy gì phải không? Chắc là nằm mơ quá. Chờ xe nắng chứ.
hết thiệt. Ờ sao chị Châu kêu xe lâu quá vậy? Ủa ta tưởng tụi bay đi hết rồi chứ, ta nói lời tạm biệt rồi phải không? Tạm biệt vậy.